anh có thể cầm lên cho em một con cá được không ạ? Vâng, cá không còn một chút vảy nào từ trên đầu xuống chân. Anh quay sát cái đầu này giúp em đúng không ạ? Rồi, trên đầu cũng không còn một chút gì nha, rất sạch. Điều khiển thì có mặt đồng hồ điện tử giúp chúng ta có thể cài đặt thời gian đánh vảy cá. Đây là chúng ta có thể cài đặt thời gian. Thời gian này thì chúng ta có thể cài đặt tính theo giây. Như các bạn thấy đây là 040 thì các bạn sẽ cài đặt là 40 giây. Đây là đèn báo nguồn. Đây là công tắc để đánh vảy cá. Đây là công tắc để đẩy cá ra. Và đây là nút dừng khẩn cấp. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu bên trong cho các bạn. Đây là bên trong máy. Máy thì có 5 tu lô để đánh vảy cá và hai mặt sàn ở bên ngoài. Với 5 tu lô này thì các bạn có thể đánh vảy cá sạch hơn, tốt hơn. Và đây là cửa ra của cá. Khi đưa vào cá rô phi còn đầy đủ vây vảy chi tiết. Rồi, ta mở nắp chúng ta cài chốt lại. Dạ. Cá rất là sạch ạ. Không còn một chút vảy, không còn một chút nhớt nào.